Xin chào cả nhà Ngày hôm nay anh chị thấy thị trường của mình nó có khoai không à Khi mà buổi sáng thị trường kéo lên quanh 1150 Và kết phiên thì đóng cửa qua 1143 143 à, Kết phiên thị trường tăng khoảng 6 điểm Và thanh khoản là cái mức là 627 triệu cổ phiếu với những cái phiên thị trường bị bán ngược lại như thế này thì đó lại là một trong những cái phiên bull trap hay thị trường cần phải tái tích lũy để mà đi lên. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay em và quý anh chị sẽ cùng nhau ngồi lại về đi phân tích. Và đầu tiên xin tổng chào tất cả những anh chị mình đến với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất vui, rất hân hạnh khi mà có sự góp mặt của anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một vài cái thông tin sơ bộ của thị trường ngày hôm nay thì em thấy là bên chỉ số phái sinh đó, nó có tạo một cái vùng biên đi ngang là quanh 1.159 cộng trừ đây em sẽ mở vào cái biểu đồ phái sinh để anh chị mình nắm đây là cái biểu đồ thị trường phái sinh khi mà buổi sáng mở một cái gap tăng ngày hôm qua nè 1.143 và ngày hôm nay tăng khoảng 15-16 điểm kéo lên 1.159 và nó tạo một cái vùng biên đi ngang à, đây là một trong những cái vùng biên đi ngang và thị trường về cuối phiên có những cái quá trình là sục sụp là nó tăng lên nó giảm xuống nó tăng lên nó giảm xuống và kết phiên thì lại tăng lên thì với những cái phiên như thế này thì mang cho tâm lý anh chị mình rất là sợ sợ một cái quá trình thị trường up và sợ thị trường này sẽ có những cái cú gãy sâu thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi xem về bên cái biểu đồ phái sinh với biểu đồ phái sinh về cái biểu đồ 5 phút á, thì em đánh giá đây là một trong những cái vùng đi ngang thấp nhất là về những cái vùng 1122, cao nhất là 1143. Tức là bên phái sinh nó đã tạo một cái vùng biên đi ngang sideways khoảng 22 điểm trong cái vùng này, giảm về bên dưới là bật lên bên trên và thị trường nó đã phá cái vùng kháng cự này 1145 đậu trên 1157. Thì theo góc độ đánh giá thì cái vùng cái vùng hợp này nè, nó là một trong những cái nguyên nhân để thị trường của chúng ta sẽ tăng giá. Còn nếu như ở trong những cái vùng này, thị trường của chúng ta bước vào cái quá trình phân phối thì nó sẽ có những cái cú giật trong phiên ngày mai. Nhưng mà cái kịch bản để mà ngày mai thị trường giảm sâu á, hiện tại em đánh giá cái xác suất của nó nó không quá cao đâu. Vì khi em tổng quan lại với thị trường bản chất về cuối phiên phái sinh nó có những cái quá trình là trồi sụp nó giật khoảng 3 đến 4 điểm á nên anh chị thấy là thị trường có một gáp lực bán nhưng mà bên phái sinh thì nó có một cái gáp 1151 ở đây thì hiện tại em cho rằng cái gáp này nó chưa lắp lọc chưa chưa lắp vội và khả năng ngày mai thị trường nó sẽ cân bằng qua 1150 và cái góc độ em đánh giá thị trường nó sẽ phá bên phái sinh nhá thì nó sẽ phá 1160 để mà tìm về những cái vùng phía trên và đối với thị trường bên cơ sở thì sao? Đối với bên cơ sở thì ngày hôm nay những cái mã tác động thị trường như là Vietcombank này, ấy tăng khoảng kéo thị trường 2 điểm. Vinhome, Hòa Phát, Vinamilk, Techcombank, VPBank, MWG và ACB. Còn bên chiều hướng giảm là những cái cổ phiếu chứng khoán á, nó kéo lên rồi buổi chiều nó bị bán ngược. À, một vài cái cổ phiếu giảm 1%, giảm 2% gây anh chị một cái tâm lý là chết rồi, chứng khoán nó phân phối rồi, chứng khoán nó sập rồi. Và bây giờ anh chị cứ hỏi em là thị trường này nó kéo xạ hay em? thật sự em không biết được thị trường nó kéo xả hay không nhưng mà cái em đang quan tâm ở đây là thị trường cần bước vào cái vùng tái tích lũy trước khi đi lên và trong cái vùng biên tái tích lũy nó sẽ có những cái quá trình trồi sụp là bình thường anh chị em mình phải vững một cái tinh thần vững một cái tâm lý vì giai đoạn này không phải là giai đoạn dễ ăn đâu mà là một trong những giai đoạn mà thị trường tăng trong nghi ngờ nên nếu như anh chị mình muốn kiếm tiền á thì anh chị phải cho mình một cái một cái tâm thế là gì mình phải quan sát thị trường với một cái một cái quả đầu lạnh chứ không phải là ngày hôm nay thị trường kéo lên về cuối phim bị bán ngược là chúng ta cứ sợ tâm lý là ở thị trường bô này nọ thì đánh giá là chưa phù hợp với số liệu của nước ngoài thì ngày hôm nay họ bán gần 283 tỷ và trong những cái phiên gần đây là họ bán tương đối khá là nhiều thì sau khi cái câu chuyện về tỷ giá DSA tăng cao á với những cái câu chuyện chiến tranh của Israel với lại bên uh, Hamas Thì gây một cái tâm lý cho những cái nhà tư khó ngoại là họ sợ sẽ có những cái biến cố lớn Nên họ rút tiền về lại bình thường Và cái con số ở những cái mức cũng không quá là lớn đâu anh chị Chỉ khoảng 283 tỷ thôi Với bán ra những cái cổ phiếu như là VB Bank này, 83 tỷ Vinh mươi 67 tỷ, FRT gần 40 tỷ Còn số liệu của tự doanh trong phiên ngày hôm qua thì họ bán khoảng 202 tỷ Đây. Và đó là một vài cái thông tin về sơ bộ của thị trường rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem về những cái à, về vĩ mô hơn một tí đó là cái chỉ số DXY, tức là cái chỉ số đô la Mỹ. Và trong giai đoạn cách đây khoảng 2 tuần á, khi mà cái chỉ số đô la này nó tăng quá cao, nó gây một cái áp lực tỷ giá, đúng không ạ? À? Và khi gây vào một cái áp lực tỷ giá thì ngân hàng nhà nước phải có những cái nước đi mới đó là hút tiền thông qua tính phiếu và hiện tại thì cái tốc độ hút nó cũng giảm dần và cái lãi suất mà hút về trong vòng 28 ngày nó cũng hạ nhiệt. Đó là một trong những cái thông tin tích cực về mặt trong nước. Còn với những cái thông tin về chiến sự, đúng không ạ? À? thì em đánh giá những cái thông tin đó thị trường nó đã hấp thụ rồi ví dụ như là trong cái phiên ngày thứ hai thị trường của chúng ta mở biên rơi á, đó, đó là một trong những cái dấu hiệu xấu nhưng mà hiện tại thị trường của chúng ta đang cân bằng và hấp thụ nên với cái vấn đề là thị trường này nó sẽ rơi mạnh hay không thì hiện tại em đánh giá cái xác suất của nó 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 thấp ha và em nghĩ là thị trường nó sẽ cần tạo một cái vùng biên nên là trong cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta không đi nói về rủi ro chúng ta không đi nói về ở thị trường sập mà chúng ta nói về cái sự chuẩn bị nếu như thị trường chung tăng thì chúng ta sẽ làm gì và nếu như thị trường chung giảm thì chúng ta sẽ làm gì thì em đánh giá nó sẽ thực chiến hơn rất là nhiều rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái tâm điểm ngày hôm nay là vn chuẩn bị có biến có biến ở đây là sau khi thị trường kéo lên Mở một cái khoản gấp thì cái khoản gấp này nó đóng vai trò như thế nào và anh chị nào mình đang cầm tiền hay là đang cầm cổ phiếu thì anh chị phải coi đến cuối cái buổi livestream ngày hôm nay nhé rồi và xin tổng chào tất cả những anh chị nào mình đến sau mình xem kênh của em thì đầu tiên anh chị có thể ủng hộ em bằng một cái nút like một cái nút đăng ký kênh để mà ủng hộ em ha à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích với thị trường Hiện tại thì như trong những cái buổi trước đó, em nhận định là à, thị trường đã có 3 nhịp rơi từ cái vùng 1254 rơi về 1110. Đấy, và thấp nhất là qua 1106 cộng trừ, rơi về những cái vùng dưới đây cái cái uh, tốc độ giảm điểm khoảng gần 145 điểm. Với những cái phiên thị trường giảm 145 điểm như thế này, gây cho anh chị một cái tâm lý rất là sợ. Sợ gì? Sợ ti trung bố, sợ gì sợ thị trường giảm mạnh nữa mà nếu như thị trường ở những cái vùng này mà nó giảm mạnh nữa thì nó sẽ tiếp tục một cái pha gì gãy cực sâu vậy nếu mà bây giờ những giai đoạn này mà chúng ta đánh giá ở à, thị trường nó gãy thì em nghĩ nó phá cái vùng 1120 phá cái vùng 1106 là nó sẽ tìm cận về những cái vùng quanh 1080 giây luôn tức là đây là một trong hai cái mốc em hai 200 ngày đúng không ạ? Một trong hai cái mốc quan trọng mà nếu như thị trường của chúng ta nó bị phá hai cái mốc này thì tâm lý anh chị sẽ rất là sợ và thị trường nó sẽ bước vào cái quá trình là gì? Downtrend nó sẽ bước vào cái quá trình đầu trên chứ không phải là một trong những cái nhịp chỉnh như hiện tại và bây giờ chúng ta đánh giá lại cái khối lượng của thị trường ngày hôm nay thị trường có một cái sự cải thiện là một tí nhưng mà về cuối phiên thì nó đóng một cái nến cũng chưa mấy là khả quan vì sao vậy? vì nhà đầu tư mình có một cái tâm lý là sợ khi mà thị trường lấp cái gap 1150 này kéo quanh 1150 thì có những cái áp lực bán ra và thị trường của chúng ta bị rút chân và ngày hôm nay thị trường nó có một cái gap là một nghìn một trăm ba mươi bảy thì phải đó tức là ngày hôm nay thị trường nó tăng khoảng 6 điểm thì trong cái vùng biên khoảng 6 điểm như thế này thì cái gáp ngày hôm nay tăng á thì em nghĩ là cái xác suất ngày mai nó lắp thôi nhưng mà cái vấn đề mà nó lắp ở đây á mà nó sập mạnh về những cái vùng dưới đây thì em cho rằng cái xác suất của nó thấp nên em sẽ không thiên vào cái kịch bản là ở thị trường rơi mạnh đâu mà em sẽ thiên vào cái kịch bản là thị trường sẽ bước vào cái vùng tái tích lũy trước khi đi lên và anh chị hãy nhớ nếu như mà thị trường của chúng ta tái tích lũy càng lâu thì cái độ bung của nó sẽ càng mạnh và nếu như nó tích lũy đây khoảng 1 tuần rưỡi đến hai tuần á thì nó chẳng khác gì những cái giai đoạn như thế này đâu đây nè sau những cái quá trình thị trường chung của chúng ta rơi bắt đầu bước vào cái pha tái tích lũy và anh chị nhìn giúp em đi có phải cái khối lượng của nó ngày càng bẻ không mà vì sao vậy vì mất luôn những cái lượng cung và mất luôn những cái lượng cầu nhà đầu bây giờ mình e dè quá mình sợ quá rồi sợ thị trường bô, thì tổ chức phân phối được bao nhiêu ở những cái vùng như thế này đúng không mà rất nhiều những cái trường hợp mà mà thị trường chung nó đi lên từ những cái vùng thanh khoản thấp đây là những cái vùng thị trường tái tích lũy cân bằng nè và đi lên anh chị nhìn giúp em những cái phiên tạo đáy luôn là những cái phiên thanh khoản cực kỳ bé vì anh chị mình đều sợ hết mà anh chị sợ thì tổ chức ra được bao nhiêu hàng là những cái vùng này và sau đó là gì giá tăng khối lượng tăng đi một cái cách là đồng thuận đồng pha giá tăng khối lượng tăng thì nó sẽ bền vững hơn còn bây giờ mà anh chị nói là ok thì thị trường bây giờ sẽ giảm sâu á nó giống như đằng này đây là cái quá trình gì tạo nền lên đúng không ạ à? và sau đó nó phá thủng cái nền phá thủng cái nền nó kéo lên lại nó kéo lên nó tạo một cái vùng biên cân bằng à tạo một cái vùng biên cân cân bằng và sau đó nó thủng luôn cái biên này bằng một cái phiên mở gấp rơi rất là lớn à, đâu đó giảm bao nhiêu điểm 30 điểm giảm 3.2%, mở rắp ra gần như là cái phiên đó em nhớ không làm là rất nhiều những cái cổ phiếu lăn sàn sau khoảng 10 giờ 30. Lăn sàn hết, và anh chị thấy là gì với những cái phiên bị bán chủ động thì thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp giảm thần sầu giảm khốc liệt luôn nên cái kịch bản mà thị trường bước vào cái pha giảm đau trên như thế này thì em không thiên vào cái kịch bản này nhưng mà em sẽ lên cho anh chị một cái kế hoạch để mà quản trị rủi ro nên là anh chị mình cứ yên tâm vì cái thị trường chứng khoán nó là cái thị trường xác suất chúng ta đừng bi quan với thị trường mà chúng ta hãy tìm những cái cơ hội giùm em đi nhé đây là những cái quá trình thị trường của chúng ta rơi khoảng 200 điểm và sau đó nó kéo lên chữ v vì sao vậy? Vì cái vấn đề ở đây thị trường nó giảm quá sốc. Nó giảm nhanh giảm sốc thì nó phải hồi chữ về và khi nó kéo lên nó tạo một cái vùng biên tái tích lũy. Đây là gì? Đây là cái nguyên nhân cho một cái pha đẩy giá và những giai đoạn khoảng tháng 3 đi, những cổ phiếu như là hoa sen nó bắt đầu. Đấy, tháng 3 nè. Những cái cổ phiếu như hoa sen xuất hiện những cái điểm pivot, những cái pha dòng tiền vào. Ngoài ra có những cái cổ phiếu như là gì? BIB. Đấy, những cái cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu xuất phát khi mà thị trường chung của chúng ta đi lên hay là gì? STB rất nhiều những cái cổ phiếu trong cái đoạn đó bùng nổ thì anh chị hãy đánh giá lại ở giai đoạn tại nếu như thị trường của chúng ta bước vào cái pha tái tích lũy đó lại là cơ hội chứ không phải là rủi ro còn cái vấn đề mà thị trường ngày hôm nay nó mở gáp ra nó lấp lại nó là bình thường và em nghĩ rằng cái lực của thị trường hiện tại là nó cần hấp thụ và nếu như nó hấp thụ đây khoảng một tuần rưỡi hai tuần nó kéo về trên đây lấp cái gáp trên đây là bình thường nha vì gáp 80 sinh sinh ra 80% cái gấp sinh ra để lắp lại nên cái gấp này mình giá thị trường chung của chúng ta sẽ lắp trong khoảng thời gian tới quan trọng nó xây được cái vùng nguyên nhân ở đây không nó xây được cái vùng tích lũy khoảng một tuần rưỡi đến hai tuần hay không nhưng mà hiện tại em nhìn về những cái khối lượng bán bắt đầu suy kiệt về khối lượng đây cũng là những cái quá trình suy kiệt về khối lượng nè và sau đó thị trường của chúng ta dễ dàng cân bằng và đi lên hơn được không ạ? À? Đó là góc độ khi mà chúng ta đánh giá với thị trường chung. Bây giờ em sẽ đi phân tích với anh chị về những cái cổ phiếu trong thị trường. Đầu tiên là những cái cổ phiếu chứng khoán như là SSI với những cái cổ phiếu như là SSI chúng ta phải xác định được nó đang ở đâu cùng cái chu kỳ anh chị nhìn giúp em đây là những cái pha gì một cái pha gom hàng tái tích lũy của thị trường sau một cái quá trình đau trên cực lớn của 2022 đau trên cực lớn với những cái tín hiệu về bùng nổ theo đà của thị trường đây là những cái phiên bùng nổ theo đà này đấy phiên này là Ngày 29 tháng 1 đó là cái phiên bùng nổ tối đa khi mà cái biên độ nớn tăng trên 2% và cái khối lượng cao hơn trung bình uh, 10 phiên gấp 1.5 lần. Đây là cái phiên bùng nổ tối đa và em nhớ không lầm đây là cái phiên thứ 9. Nó xác nhận phủ bỏ phủ định á, loại bỏ toàn bộ cái quá trình đau trên bước vào cái quá trình là uptrend và anh chị nhìn lại giúp em những cái cổ phiếu SI trong giai đoạn đó cũng tương tự. Nó có những cái dòng tiền vào cực lớn. Đây gọi là gì? Đây gọi là những cái nhịp phục hồi tự nhiên sau cái quá trình quá bán gọi là SC thì nó kéo lên cái vùng AR. Đó, nếu như mà anh chị nào mình dân chuyên quýt cup là anh chị biết SC là quá bán kéo lên AR là một cái lực cung nó không còn, một cái lực cầu nhẹ nó cũng khiến nó vào nó bắt đáy khiến cho cổ phiếu nó bật lên đó là ar đúng không ạ à? phục hồi tự nhiên sau cái quá trình rơi sâu và khi xuất hiện sc và ar thì cổ phiếu bước vào cái quá trình tái tích lũy trước khi đi lên và cái vùng tích lũy của nó là quanh 18 và anh chị hãy nhớ là trong 2001 cứ cổ phiếu tích lũy khoảng 6 tháng là trung bình nó sẽ nhân đôi đây nè tích lũy khoảng từ bao nhiêu từ tháng 12 đến tháng 5 5 tháng thì từ những cái vùng giá 19 em cho là 20 đi kéo lên khoảng bao nhiêu cái là khoảng 40 Đúng 19 là 38 này 39 rồi, có phải là nhân đôi mà. Và khi cái cổ phiếu nhân đôi thì nó bắt đầu có những cái quá trình gì? À mình đánh nhớ lại cái cổ phiếu còn xung lực hay không. Ở à, ví dụ những cái vùng này nè, cổ phiếu nó đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tháng thì đương nhiên cái độ nảy của nó sẽ không nhiều. Nó chỉ tốt chỉ có tăng khoảng nó đó khoảng như 40%. Còn nếu như mà nó tích lũy khoảng 5 6 tháng ở đây thì cái biên độ tăng nhân đôi là bình thường. Rồi, quay trở lại với thị trường, quay trở lại với cổ phiếu SSI vì đây là cái biên tích lũy của nó từ tháng 12 đến bao nhiêu đến tháng 5 là 5 tháng thì ít nhất chúng ta kỳ vọng những cái cổ phiếu này nè, nó phải kéo về những cái vùng giá trên 40 thì nó mới gọi là gì? đạt về cái cái nguyên nhân và cái kết quả, nguyên nhân tích lũy 5 6 tháng thì cái kết quả là nhân đôi. Và anh chị nhìn giúp em càng lên nó càng gom đúng không ạ? À? Càng lên nó càng gom hàng ở những cái vùng này, thậm chí đây là những cái cây tổ chức nó vào volume cực to. Những cái cây bực tăng trần đúng không ạ? À? Tăng 6.4%. Vậy anh chị hỏi giúp em anh em hỏi anh chị một câu rồi tổ chức liệu ở những cái vùng này nó, nó lãi nhiều hay không anh chị nói ok tổ chức bây giờ nó nó lãi từ những cái vùng 21 rồi nó mua 21 lên đây rồi nó lãi lãi đậm lắm em lãi 80 phần trăm đúng nhưng anh chị hãy nhớ em ai là cái người đẩy giá cổ phiếu lên ai là người kiến tạo cái trend này nhỏ lẻ à không nhỏ lẻ làm gì kiến tạo vì tâm lý anh chị gì cứ nhảy ra nhảy vào chỉnh cái là bán tăng cái là vào mua chỉnh cái là bán và ai là người đỡ tổ chức nó phải là người đỡ với những cái vùng thanh khoản kiệt quệ như thế này thì anh chị dùng dung đây cũng là một trong những cái file gì tái tích lũy trong chiều hướng đi lên của cổ phiếu đùa, vật cổ phiếu nó mới đi lên trên những cái vùng này. Xuất hiện những cái tín hiệu bán tháo. Đây là những cái tín hiệu bán tháo sau khi ngân hàng nhà nước ra thông tin là hút tiền hoặc thông qua tín phiếu thì uh, những cái cổ phiếu chứng khoán nó bị bán khoảng 2 đến 3 cây sàn. Bán 2 3 cây sàn bắt đầu nó bước vào cái pha gì? Rơi nè, hồi lên nè test đáy 1 nè. Xuống nè test đáy 2 nè, hồi lên nè test đáy số 3. Và em uh, zoom ra cho anh chị thấy nè. Đây là đáy số 1, đây là đáy số 2 và đây là cái đáy số 3. Hiện tại cổ phiếu chứng khoán như là SI nó có một cái phiên gì anh chị? No supply 3. À anh chị sẽ nói là chết rồi cái cổ phiếu này nó bị bán ngược, nó kéo lên nó bị bán ngược rồi có sao không? Anh chị hiểu bản chất no supply bar là gì không à? Bản chất no supply bar là gì? Nó là một cái phiên báo hiệu là à nó kéo lên và buổi chiều nó đạp lại nó kiểm tra những cái lượng cung cầu. Ví dụ nó đạp á mà cái lượng nhỏ tư mình bán mạnh quá như những cái cây này, này, gọi là up test bán mạnh quá cái biên cực lớn gọi là up test còn nếu như mà buổi chiều nó đạp xuống nhưng mà không có cái lượng cung trào ra quá nhiều thì nó giống như những cái phiên này nè anh chị đây, anh chị thấy khối lượng cao hơn uh, trung bình 10 phiên, 34 triệu mà chỉ giảm 0.7%. Hay những cái phiên này nè. À, những cái phiên này nè, những cái phiên này nè, 29 tháng 6 là khối lượng 19 triệu 9, giảm bao nhiêu? 4.1%, nhưng mà anh chị nhìn giúp em những cái phiên này cổ phiếu nó có gãy không? Nó có bị trào những cái lượng cung ra không? Câu trả lời là không. Vì sao vậy? Vì bản chất của những cái thằng này nó đang đi lên. Đấy, đang đi lên vẫn nó chưa phân phối kết thúc chu kỳ được có nghĩa là nó vẫn còn một cái lượng hàng lớn ở đây và anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là SI ngày hôm nay này. có phải nó vẫn đang trong cái vùng biên này không ạ sau cái quá trình bán tháo cổ phiếu bắt đầu siết lại trong cái vùng biên và đây là một trong những cái vùng đi ngang của cổ phiếu bình thường nhưng bây giờ anh chị cứ thấy là ờ, cổ phiếu nó, nó, không tăng được anh chị kêu kéo xả thì em giá là chưa phù hợp trừ khi những cái cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn này nó xuất hiện một cái tín hiệu bán tháo cực mạnh đấy nè một cái phiên giảm sàn khối lượng to như thế này nè 70 triệu đó phải giảm sàn mạnh như thế này là ít nhất là khoảng trên 50 triệu á, mà giảm sàn thì đó gọi là gì? Gọi là uptest và hiện tại những cái cổ phiếu này nó kéo lên nó tạo một cái quả gì? L Còn đây là gì? Đây là buying uh, buy climax đúng không ạ? Đấy những cái tín hiệu L BSI, tức là sau cái quá trình bán tháo mà cổ phiếu nó không hồi được bao nhiêu mà nó tức uh, xuất hiện những cái phiên bán tháo cực mạnh thì đây sẽ gọi là L BSI. Đó lấy anh chị ví dụ như cổ phiếu SSC á. Uh, lấy anh chị cái ví dụ cổ phiếu SSC nè. Đây, đây là cái quá trình kéo lên à, kéo lên nè, à, bùng nổ lên cái rồi à, giam nhà tư gọi là ban ra mắt ở đây đúng không ban mắt nè rồi sau đó cổ phiếu nó rơi đây là cái quá trình rơi của cổ phiếu và sau đó nó kéo lên nó hồi ha nó kéo lên nó hồi nó tạo một cái vùng biên đi ngang và xuất hiện những cái tín hiệu phá thủng biên giảm 4.2 phần trăm khối lượng to đúng không ạ đấy xuất hiện một cây okay, giảm 5 phần à, trăm khối lượng nó cũng to nữa to hơn trung bình à, 10 phiên gấp 1.5 lần thì đây là một trong những cái dấu hiệu gì là BC tức là cái vùng nó kéo lên đây nè nó là cái vùng kéo để mà tái phân phối À, cái vùng này nó kéo lên để là cái vùng tái phân phối giống như con gì? TNG. Lấy anh chị ví dụ nè. Đây, đây là những cái quả gì? Buy in climax, không kỳ khối lượng nổ lên, xuất hiện những cái tín hiệu bán tháo. Và tổ chức nó đang cầm một cái lượng hàng lớn á, thì nó phải có những cái pha gì? Kéo lên để mà tái phân phối đúng không ạ? À? Nó kéo lên, nó tái phân phối. Và nếu như nó kéo lên, sau đó xác nhận bằng một cái phiên gãy khối lượng to như những cái vùng này gãy khối lượng to thì đó là tái phân phối sẽ gọi là LBSI thì đây là một trong những cái tín hiệu xấu và cổ phiếu sẽ tiếp tục rơi còn nếu như mà anh chị nhìn những cái cổ phiếu chứng khoán em lấy ví dụ như lại là SSI nha anh chị thấy nó kéo lên không mà. nhưng cái khối lượng nó thực sự là không quá to và nó sẽ bước theo đánh giá nha nó sẽ bước vào cái pha tái tích lũy như, như hình này à nó sẽ bước vào cái pha tái tích lũy như này đến khi nó vắt kiệt về cái lượng cung không còn lượng cung ra thì bắt đầu nó túc tắc túc tắc nó đi lên hay là những cái cổ phiếu VND cũng như vậy đấy bản chất nó đang trong cái vùng biên tái tích lũy này anh chị thấy những cái cây bị bán khối lượng to to khối lượng bao nhiêu 9 triệu 7 trong khi trung bình là 6 triệu 9 giảm 3.5% nhưng nó có chết không mà không mà nó bước vào cái form gì tái tích lũy và sau đó cổ phiếu nó sẽ đi lên à, khối lượng kia càng, càng bé này xuất hiện những cái phiên gần như là gì không có không có giao dịch luôn một cái nến đầu chi và sau đó là một cái, cái quá trình tăng giá của cổ phiếu hay là MBS cũng vậy nè khi mà cổ phiếu xuất hiện những cái tín hiệu bán tháo đây nè ấy xuất hiện những cây bị bán khối lượng to thì những cổ phiếu này nó cần phải tái hấp thụ và Em đánh giá những cái cổ phiếu chứng khoán đang trong những cái vùng biên tái hấp thụ như thế này nên trong cái quá trình nó lên nó chỉnh là bình thường. Quan trọng cái khối lượng của nó nó không có một cái sự quá độc biến về bán thảo cực mạnh. Nó không có những cái cây như thế này thì chúng ta cứ bình tĩnh, ha chúng ta cứ bình tĩnh, đừng có quá sợ với thị trường. Anh chị nhìn những cái cổ phiếu như là VND hiện tại đi. Anh chị thấy cái khối lượng như thế nào à Rất là bé. Đây là cái quá trình gì? Đi ngang tái hấp thụ. Nè, chắc đấy nè, không thủng là kéo lên tới đấy lần hai nè, kéo lên nè thì trong những cái quá trình này những cái quá trình kiểm tra cung cầu là bình thường nó phải giật lên giật xuống và những cái cổ phiếu này nó quanh trên đây nè rồi nó lại bật lên cho đến khi nó kiệt về khối lượng à và nó xuất hiện những cái tín hiệu pivot thì nó sẽ quay về những cái vùng trên đây luôn nó quay về những cái vùng trên đây để mà tái hấp thụ nên anh chị mình đánh giá những cái cổ phiếu chứng khoán cho nó gọi là trực quan anh chị em thấy nhiều anh chị mình quá bi quan mà đôi khi anh chị bi quan anh chị sẽ không nhìn ra được những cái điểm sáng bây giờ ai cũng bi quan thì ai là người mua anh chị nhìn giúp em những cái cổ phiếu hcm nè gần như mất luôn thanh khoản ở trước những cái cây bị bán thanh khoản bao nhiêu 12 triệu bây giờ còn có 3 triệu gần như là gì gần như là giảm gấp 4 lần đúng mà giảm gấp 4 lần và nó vẫn đang trong gì trong cái vùng biên nó đã mở biên rơi đâu nhé yeah. anh chị thấy không tết đáy nè kéo lên nè tết đáy lại nè kéo lên nè một cái phiên ngày hôm nay là cái phiên gì no supply no supply ba là không có lượng cung nó test đáy lại thì cái xác suất ngày mai những cổ phiếu này cũng dễ quay lại thôi vì đây là trong cái vùng biên của nó trừ khi nó xuất hiện một cái tín hiệu up, -up test một cái tín hiệu bị bán cực mạnh của cả nhóm ngành như những cái này nè thì anh chị cần phải gì bán là hết bán cái cổ phiếu hát xem ra nếu vị thế ai cao còn không có thì thôi thì khả năng ngày mai nó cũng phục hồi giật ngược lên trở lại vì cái volume ở những cái vùng này nó bé rồi ss cái mày nè anh chị nhìn giúp em đi đây có phải là trong cái vùng biên của cổ phiếu không nó đang tái hấp thụ đúng không ạ à? hiện tại cái khối lượng của nó nó chưa hẳn là kiệt đâu nhưng mà so với những cái phiên trước đó nó có một cái tính như là gì đang giảm về cái khối lượng hôm nay giảm một phần là bình thường khi nằm những cái cổ phiếu này nó giảm sàn volume cực to như những cái cây này nè đó đó là một trong dấu hiệu chúng ta cần phải gì cần phải hạ nó ra còn nếu như không có thì nó vẫn đang tái tích lũy lình xình lình xình và anh chị để ý đi cái biên của nó ngày càng chặt lại đó cái biên những cái cổ phiếu chứng khoán ngày càng chặt lại thì cái xu hướng của bọn này là gì nó muốn tìm để mà test về cái đỉnh trên này. chứ không phải là ở lại đây mà nó chết ngang nè em đánh giá cái xác suất của nó nó không cao mà bé ngày hôm anh chị nói nó là con này nó bị bán ngược nó bị rút cái chân rút cái đầu như thế này thì có rủi ro không em em đánh giá những cái cổ phiếu này hiện tại dao động của nó lỏng dao động của nó lỏng nhưng mà vì cái xung lực của nó mạnh nó tạo đấy trước thị trường này anh chị thấy không ạ đây cái đáy của nó tạo đấy trước thị trường thị trường chưa cân bằng mà nó đã cân bằng lên thì những cái cổ phiếu này nếu như nó có chết thì nghĩ nó cũng sẽ chết sau cùng đó là những cái cổ phiếu này mà nó muốn phân phối kết thúc chu kỳ nó phải giật lên giật xuống và nếu như đây phân phối kết thúc chu kỳ ngày mai nó sẽ tiếp tục là cái phiên kéo nó phải kéo để mà tạo cho anh chị mình phô mô còn hai ba phiên kéo này đã là gì đâu mà phô mô đúng không nó phải kéo giật lên trên đây nè tạo một cái đỉnh số 2 trên đây nè giống như con bé hồi xưa nè. đây là những cái quá trình bay của cổ phiếu à những cái quá trình kéo lên không kiệt khối lượng gọi là biết đây những cái điểm phân phối đầu tiên này những cái quá trình bị phân phối đầu tiên gọi là cái điểm BSI và nó không kiệt khối lượng, anh chị thấy không ạ? À? Nó không kiệt khối lượng mà nó kéo lên tiếp, nó gọi là kéo rướng kéo láo thì em gọi là buy trăm mắt gọi là BC. Đó, và khi những cái cổ phiếu nó muốn phân phối mà kết thúc chu kỳ thì nó phải có những cái quá trình kéo rướng, kéo láo, tạo hai đỉnh, kéo giật ngược lên để làm gì? Hưng phấn nhạo tư thì nó mới bán được những cái vùng giá cao. Đúng mà, hãy những quá trình này nữa, rơi xuống nè, tạo vùng biên cân bằng nó phải kéo rướng lên thì đây mới gọi là những cái quá trình gì anh chị buy in là mặt thì anh chị bán giai đoạn sau nó vẫn không muộn. nên những cái cổ phiếu mờ bé thì hiện tại nó gặp những cái vùng cản thì nó cần phải hấp thụ và tái tích lũy là bình thường Bây giờ anh chị có những cái vị thế tốt phía dưới thì anh chị cứ giữ bình thường nó phải những cái vấn đề quá to tát còn bây giờ anh chị mua những cái cổ phiếu mờ bé thì em đánh giá nó chưa có điểm mua vì sao vậy nó không kịp khối lượng và nó dao động hiện tại lỏng thì nó chưa có điểm mua như vậy thôi chứ không có gì cả nhá OLED nè anh chị thấy cái khối lượng nó ngày càng giảm dần không ạ Đấy, tuy ngày hôm nay nó không nổ nhưng mà nó có một quá trình siết biên thì kỳ vọng nó lình xình nhưng mà những cái cổ phiếu này bị bán volume ở đây nó to thì nó phải cần hấp thụ một khoảng thời gian tính theo tuần chứ mà tính theo ngày nhưng mà nhìn chung nó vẫn sẽ lên BND này những cái cổ phiếu này em nghĩ là à, đây không phải là những cái nhịp hồi ngắn của nó ý là nó không hồi ngắn như này mà nó, nó chết ngang như này em đánh giá cái xác suất của nó thấp và những cái cổ phiếu này thì em nghĩ nó phải kéo về quanh những vùng 17 18 này nè nó kéo lên là nó test cái đây như thế nào đấy test đấy nè đấy nó rơi từ những cái vùng khoảng 20 mà rơi về 14 6 giá rơi khoảng 30% thì bây giờ nó nó phải bật tương xứng khoảng 1 phần 2 đúng không ạ? Là nó phải bật khoảng 15% thì nó mới bắt đầu nó có những quá trình áp lực. VCI này anh chị thấy ngày hôm nay nó nó gì? À, nó kéo lên và buổi chiều bị bán ngược giảm 1.2% nhưng mà cái thanh khoản của nó ngày càng kiệt dần này. Đây là tích cực hay là tiêu cực? Anh chị bình luận giúp em đi. VCI hiện tại tích cực hay là tiêu cực? Nếu như anh chị mình nói rằng ờ cổ phiếu này nó tiêu cực quá, bán ra thôi thì hãy để để lại giúp em cái bình luận là tiêu cực. Còn nếu như anh chị mà nói ờ cổ phiếu này nó tích cực thì anh chị để lại chi tích cực đi rồi em sẽ đi đánh giá và phân tích với thị trường nhé được không ạ rồi anh chị nha anh chị nhìn giúp em nè có phải những cái cổ phiếu như là VCI đó, nó đi lên từ những cái vùng siết nền tảng không ạ đấy đây là cái nền nè đấy lên từ những cái vùng siết nền nè lên siết nền nè lên siết nền nè đúng không hả? anh chị nhìn kỹ giúp em đi và đây có phải là cái phiên bắt đầu cái, cái bắt đầu bước vào cái pha tăng tốc của cổ phiếu mà đây, một cái phiên dòng tiền vào bước vào cái pha tăng tốc và nó mới đi lên từ những cái vùng khoảng 39 lên khoảng 50, được khoảng 11 giá bắt đầu nó quay trở lại nơi xuất phát của nó thì đây là một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức. Và nếu như anh chị xác định a, à, khả năng cao đây là một trong những cái vùng giá vốn tổ chức thì anh chị nghĩ đây có phải những cái vùng để nó phá thủng không? Nếu như ở đây mà nó phá thủng thì nó sẽ biến cái vùng này là điểm LBC, tức là cái điểm để đi anh chị bán luôn á. Nếu xuất hiện một cái tín hiệu ước thích giảm mạnh đó là cái điểm LBC là cái điểm anh chị bán. Còn nếu không, đây là cái vùng giá vốn thì nó sẽ gì? Sẽ cân bằng và đi lên như con gì? ANV, đấy đây là cái quá trình gì anh chị đây là quá trình tái tích lũy của cổ phiếu và đây là những cái pha dòng tiền vào gọi là SOS dòng tiền vào kéo lên nhưng mà gặp cái bối cảnh thị trường không hộ cho nó đánh và những cái cổ phiếu này gì nó dao động lỏng thì nó có những cái pha rũ về đây là những cái pha rũ của nó nè nhưng mà khi nó rũ, nó rơi đúng về cái vùng bắt đầu của nó đây là những cái dòng tiền vào quanh 25 tức là ở những cái vùng 25 tổ chức nó vào nó gom thì nó rơi đúng về những cái vùng này thì bắt đầu nó bật lên đúng không ạ nó bật lên trở lại lình xin lình xình, bước vào cái pha tái tích lũy trước khi tăng giá À, bước vào cái pha tái tích lũy đến khi nó kiệt khối lượng này. Quan trọng nó phải kiệt khối lượng. Vậy quay trở lại với những cái cổ phiếu VCI, giả sử đây là những cái vùng gì giá vốn tổ chức thì đây chỉ là một cái no supply bar. À, và khả năng ngày mai những cái cổ phiếu này cũng rất dễ có những nhịp phục hồi ngược lên trở lại nên chỉ cầm những cổ phiếu chứng khoán thì nghĩa là à, bây giờ bán anh chị bị muộn không 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 có vấn đề phải bán tháo đâu đây là những những quá trình tái tích lũy cổ phiếu này nó lên này. đây là chạy nước rút đúng không ạ đây chạy nước rút nè rơi rơi đúng về cái vùng của nó trước khi lên rơi đúng vào những cái pha dòng tiền vào này thì bắt đầu nó tạo một cái vùng biên cân bằng với những cái quá trình kiệt khối lượng này tạo vùng biên cân bằng và, và, sau đó tiếp tục nó đi lên ngược trở lại anh chị có thấy giống không ạ anh chị có thấy giống không kéo lên nè đây quá trình kéo lên ban la mắt nè rơi lại đúng nè đúng về cái vùng nền giá vốn của nó nè về rơi đúng về cái điểm xuất phát của nó nè đây những cái xuất phát luôn mà rơi đúng về cây này bắt đầu kia khối lượng Rồi bỏ các kiểu nè bắt đầu kéo lên giống không ạ nó đó anh chị các gì đâu nè kéo lên rơi đúng vào cái vùng giá vốn thì bây giờ chúng ta cần một cái quá trình gì tái hấp thụ quanh đây nó tái hấp thụ nó kiệt khối lượng đó là cơ hội nhưng mà rủi ro mà mà em thấy anh chị mình quá bi quan với thị trường nha em biết ok ngày hôm nay thị trường bị bán ngược anh chị sợ nhưng chúng ta phải đánh giá thị trường góc độ nó trực quan một tí fts là lên gặp những cái vùng đỉnh cũ à, một cái nến gì giảm 2.7%, giảm 3% khối lượng những cái vùng này tương đối to thì vì những cái cổ phiếu này nó gặp những cái vùng kháng cự cũ thì những cái con này em nghĩ nó không phá đỉnh lên ngay đâu vì cái lượng cung nó lớn nó không phá đỉnh mà nó sẽ có những quá trình gì lình xình giật lên giật xuống giật lên giật xuống ở đây để mà tạo tâm lý và nếu như những cái cổ phiếu này nó muốn rơi thì em nghĩ là à, nó sẽ xuất hiện một cái tín hiệu bán cực mạnh những cái điểm như thế này ạ à. Rồi, là LBC như nãy giờ em phân tích đó. nó phải rơi cực mạnh thì nó mới chết còn không anh chị cứ để nếu như mà trong những cái phiên sắp tới nó kiệt khối lượng mà là, lình xình lình xình lình xình ở đây thì nó lại vào cái phương tái tích lũy thôi rồi còn nào nữa VDS nha anh chị VDS ở à, VDS anh chị thấy không bắt đầu nó mất khối lượng luôn nè một cái gì no supply bar đây những cái cây bị bán tháo thì những cái cổ phiếu này phải cần tích lũy tính trong một hai tuần à, lấy ví dụ anh chị nha lấy anh chị một vài cái ví dụ với cổ phiếu này mới có không ta à, đây những cái cây bị bán tháo nè anh chị đấy anh chị nhìn nè những cái cây bị bán tháo khối lượng rất to và sau đó cổ phiếu bước vào cái quá trình tái tích lũy từ khoảng tháng 12 đến khoảng tháng 2 hai tháng tích lũy bắt đầu kiệt khối lượng thì nó có những cái pha kéo lên tiếp là bình thường đấy, lấy ví dụ anh chị một vài cái nữa đi đây nè những cái pha bị bán tháo khối lượng to và anh chị thấy nó tích lũy từ khoảng bao nhiêu 14 tháng 7 đến khoảng 29 tháng 7 là ở đó khoảng gần là hai tuần đi tích lũy hai tuần bắt đầu kiệt về khối lượng không còn lượng cung bán ra rồi nó lại phục hồi đi lên ngủ như vậy đó nó phá định nó phục hồi đi lên nên những cái cổ phiếu này thì anh chị cứ giữ cho nó tái tích lũy của nó như thế nào đi còn bây giờ mua mới thì chưa mua được thôi nhưng mà em thấy có một cái tín hiệu là bắt đầu kiệt khối lượng đó nó cứ lình xình lình xình như thế này thôi quan trọng là gì anh chị thấy nó không bị bán tháo là được biết ai nè đây là cái vùng gì kéo lên để mà tái hấp thụ cái cổ phiếu volume của nó thì ngày hôm nay nó to hơn trung bình 10 phiên á nhưng mà nó không bị bán tháo đó là một trong những cái tín hiệu khả quan đó chứ bây giờ mà ai cũng hô xấu thì thì ai là người mua đúng không anh chị à, ra nên những cái cổ phiếu nó phải cần bước vào quá trình tái hấp thụ ha khối lượng hơi to nhưng mà nhìn chung thì em nghĩ là nó đang cân bằng có hàng anh chị giữ được nhá TTS là ngày hôm nay làm cái gì no supply bar đây là cái vùng trước khi lên đúng không ạ kéo lên à? rồi đúng vào cái vùng nền của nó khối lượng nó ở những cái mức trung bình ngày hôm nay nổ lên mà bị bán ngược lại thì khả năng ngày mai nó cũng sẽ phục hồi lên trở lại thôi anh chị có hàng thì anh chị chịu được vì những cái cổ phiếu này nó đang bước vào cái quá trình gì tái tích lũy chứ không phải là những cái quá trình mà mà để rơi sau rơi sau hiện tại vẫn chưa thấy đâu vì cái volume của nó bắt đầu kiệt dần chứng tỏ những cái lượng cung nó cũng ít mà đa số tâm lý anh chị mình sợ hãi là nhiều nó nó sẽ tạo một cái vùng biên như thế này nè à, linh sinh linh sinh rồi nổ lên linh sinh linh sinh rồi nổ lên thôi nên em nghĩ anh chị có những cái cổ phiếu chứng khoán giai đoạn ngày hôm nay á hiện tại mà anh chị mình muốn bán thì anh chị phải chờ nếu như cái dòng chứng khoán có tín hiệu xuất hiện một cái phiên bị bán tháo cực mạnh giảm sàn volume to thì anh chị phải lôi ra anh chị xử lý còn nếu nó không có thì nó vẫn trong cái vùng biên kéo lên kéo xuống bình thường quan trọng cái khối lượng nó ngày càng phải giảm dần đó là một trong cái tín hiệu khả quan đấy vnd nó cũng như vậy thì là phân tích rồi ha ssi ss sbs những cái cổ phiếu này thì bắt đầu nó mất khối lượng nè bị bán mạnh nè bắt đầu mất khối lượng con này đã, đã chạy nước rút đâu đây nó phải chạy nước rút anh chị đây là những quá trình tăng bình thường mà thị trường chung chỉnh nó chỉnh thôi đây có, đâu có gọi là chỉnh rút nên cái dư địa bọn này nó vẫn còn nhưng mà là không có Đấy, đó là phân tích cho anh chị mình cụ thể về những cái cổ phiếu chứng khoán BVS thì những cái con này nó phải cần hấp thụ đó bắt đầu test đấy cái khối lượng bé là no supply test ba lần đấy khối lượng bé thì rủi ro hay cơ hội thì tùy vào góc độ anh chị thôi bây giờ anh chị cầm tiền đương nhiên anh chị sẽ nói là rủi ro vì sao vì anh chị muốn nó rẻ còn anh chị cầm cổ phiếu thì anh chị sẽ nói là cơ hội còn em thì mình vẫn cân bằng cái tỷ, tỷ lệ tiền và cái tỷ lệ cổ phiếu nên đánh giá thị trường nó khách quan hơn chứ không phải là ờ uh, lên đây ông ông này ông hô sập hay là ông hô tăng quá quan trọng mình phải chờ thị trường chung trả lời nhưng mà em tổng quan lại với thị trường thì hầu như những cái cổ phiếu lớn đó, nó không bị bán tháo tiếp nè những cái cổ phiếu ngân hàng em đã chia sẻ với anh chị về cái cấu trúc của nó là gì ba nền tảng đặc biệt là STB đây là cái nền tái tích lũy nó bắt đầu kiệt khối lượng thì nó phân phối được bao nhiêu mà thậm chí nó càng lên nó càng gom mức khối lượng thì nó phân phối được bao nhiêu và hiện tại đây là cái nền số 3 của cổ phiếu anh chị nhìn cái khối lượng đi mức khúc. không còn thanh khoản và đây là những cái điểm gì đục phá hỗ trợ gọi là gì spring bắt đầu những cái cổ phiếu này lên rồi và chỉ cần ngày mai nó xác nhận một cái phiên đây xác nhận một cái điểm pivot là anh chị múc được luôn cái cái điểm mua thì em đã cầm nhật anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm qua đúng không mà bùng nổ khoảng bao nhiêu 40 50 triệu tăng trăm ba phần trăm múc đấy và cấu trúc của những cái cổ phiếu ngân hàng nó là tích lũy ACB nè tái tích lũy này đi ngang nè UTA nè bắt đầu rơi nè đấy đây là LBS bắt đầu hôm qua là điểm pivot ngày hôm nay tiền vào thì những cái cổ phiếu nó sẽ tiếp tục phục hồi nên đánh giá cái nhịp phục hồi này của thị trường sẽ có dòng ngân hàng tham chiến BID nè phân tích anh chị rất rõ đây là gì Spring lấy anh chị ví dụ con EDG 2021 nè hồi xưa em đánh giai đoạn từ đi từ spring mà đi lên luôn anh chị đây nè rủi bỏ nè mất khối lượng nè anh chị nhìn em nè rủi bỏ nè mất khối lượng nè dòng tiền vào nè phá đỉnh nè đấy xác nhận đi lên nè vào pha gì pha e đấy pha e là gì pha đẩy giá chính đó anh chị đấy bắt đầu vào pha e đại giá thôi và anh chị nhìn con bia đi nó không khác gì với đoạn hiện tại đấy spring nè bây giờ chờ dòng tiền vào quay về cái nền đúng không ạ test cái điểm lbs cái nổ lên xong vào chính sóng cái quan trọng chúng ta phải nhìn nhận như thế này chúng không phải là ở à, hôm nay thị trường không tăng là kêu là bô city girl nè tái tích lũy uta nè spring nè mức khối lượng nè rủi ro hay cơ hội bây giờ nó xác nhận một cái anh chị mút được luôn xác nhận tăng khoảng nhiêu à, trên 3 phần trăm khối lượng khoảng bảy tám triệu anh chị mút được luôn vì đây là cấu trúc gì spring khổ quá đây nè đây là spring anh chị ở nhiều anh chị mình cứ nhìn nhìn thị trường một dòng một phiên anh chị cứ kêu xấu thì em giá là chưa phù hợp nha. Hiện tại em biết là tâm lý anh chị mình đang sợ khi mình thị trường rơi khoảng 150 điểm, nhưng mà lúc này không phải những cái lúc chúng ta bi quan mà chúng ta phải tìm ra những cái cơ hội. Nếu như có thì anh chị enter mút, còn không có thì thôi. Thì coi như là anh chị mình cược sai cược sai hạ ra. Đấy anh chị nhớ em cho rằng anh chị chia vốn ra giải ngân, chia vốn ra đừng múc một cục on in. để mình chia ra mỗi lần mình đi khoảng 25%, 30%, chia ra chia ra cho em nhá là được à, hd băng ngày hôm nay là nổ đó nhưng mà cái khối lượng của nó những cái vùng này dao động tôi nói lỏng đây là em mua nhưng mà cấu trúc của nó là gì tích lũy á càng lên càng gom này cấu trúc tích lũy á chứ mà là cấu trúc phân phối đâu nhưng mà nó quay thanh khoản quá nên cũng không không mua là như vậy liên boss băng những cái này mất thanh khoản rồi những này thì hơi bốc cung giờ này bỏ băng bên mà cái băng này anh chị thấy không đây là cấu trúc tái tích lũy nền lớn này. nó càng lên nó tái tích lũy tiếp một cái nền nữa mất khối lượng luôn nè mất khối lượng anh chị nghĩ tổ chức lên đây nó phân phối không? Nó mua ở đây lên đây nó phân phối à? Không, mà đây là một trong cấu trúc gì? Tái tích lũy càng lên càng càng tạo nền thì những cái cổ phiếu này rất là dễ quay về những cái vùng phía trên. OCB nè, mức thanh khoản luôn một cái cây gì no supply bar tạo một cái nền mức thanh khoản thì nó rất dễ có những cái điểm pivot về đây. Và pivot thì nó quay về những cái vùng đỉnh để mà nó test định nhá. Rồi tiên phong băng những cái cổ phiếu này rơi sâu quá thì mình nghĩ đây là cái điểm spring của cổ phiếu nè. Càng rơi càng mất thanh khoản, giảm mà mất thanh khoản là gì? Rủi ro hay cơ hội? đấy bắt đầu thiếu một cái phiên gì? Điều kiện cần nó là gì? rũ bỏ, kiệt khối lượng tạo một phần biên, có điều kiện đủ là gì? xác nhận cái điểm pivot ở đây, Đã xác nhận một cái là ok. Vì cân băng nè, ngày hôm qua em nói những cái cổ phiếu này rơi về những cái vùng hỗ trợ kéo lên kháng cự đúng không ạ? À? Thì bây giờ xu hướng của nó có thể dùng những cái con con ngân hàng này để mà kéo thị trường đi lên lại thôi. Vip nè, ngày hôm nay cái volume của nó phải tăng cao một tí thì là pivot, đó. volume nó cao một tí nhưng mà nhìn chung volume hơi bé cũng không mua. Nhưng mà nó quay về những cái vùng nền của nó rồi chị, bắt đầu quay về những cái vùng nền rồi. Vi băng nè, cấu trúc gì? Siết chặt. Đúng không ạ? Thu hẹp biên độ PCB. Đấy ngày càng siết chặt lại nè. Anh chị coi nè, cái biên giảm khoảng 11.62 nè, giảm khoảng 9% nè, giảm khoảng bao nhiêu? 5%. Ngày hôm nay là cái phiên tích cung, con này mà có một cái điểm nổ cũng là điểm mua, bùng nổ khoảng 30 triệu. Đấy. 30 triệu bực tăng trên 3 phần 5 4% như những cái này nè. Cái này nè. Cũng một cái điểm mua cho anh chị em mình. Đấy, anh chị phải nhìn những thị trường nó khách quan như thế. Đấy, đó là dòng ngân hàng ha. Rồi, chứng khoán nhà dòng lớn là ngân hàng dòng lớn là bất động sản tiếp nè. Đây g cái phiên này là cái phiên anh chị lặng nhất nó bị bán ATC các anh chị nó chết rồi cổ phiếu này nè nó rơi về những cái vùng 15 như DG nó quay về 15 và anh chị nhớ em là cái vùng giá 15 con DG là cái vùng giá đáy suy thoái 2022 tức là phải có suy thoái thì nó mới quay về những cái vùng này được còn không có thì rất khó đó mà nè. nó rơi vào những cái vùng này và để mà cổ phiếu này nó quay về vùng giá 15 thì thị trường này nó phải rơi về bao nhiêu một nghìn thậm chí là 900 rơi vào rơi về những cái vùng xuất phát của nó thì những cái cổ phiếu này mới suy thoái về những cái vùng giá 15 còn nếu như anh chị đang cược à thị trường này nó sẽ không rơi và bước vào pha tái tích lũy á, thì đây là một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức trước khi nó nổ lên nè nè à, trước khi nổ lên nè kéo lên rơi về đúng về những cái vùng giá vốn nó có một cái nến gì một cái nến wash out khi mà rơi về những những cái vùng nền nó có một cái nến wash out bắt đầu kéo lên ngày hôm nay là phiên gì no supply bar không có lượng cung thì những cái cổ phiếu này đang tạo cái vùng biến mà đúng không mà những con này nó đang tạo vùng biên anh chị cứ cho nó test cung test cầu tạo vùng biên các kiểu rồi nó sẽ quay về những cái vùng phía trên còn bây giờ mà để nói bán cổ phiếu bất động sản thì nghĩ là bán muộn rồi à, nếu là em thì giờ em cũng không bán và em chờ nó tạo một cái vùng biên vì góc độ đánh giá là những cái cổ phiếu này nó đang rơi về những cái vùng giá vốn của tổ chức Đức Xanh nghe càng giảm test đáy anh chị nhìn đi test đáy mà khối lượng ngay càng bé lại rủi ro hay cơ hội anh chị đây cái đáy của nó nè quay về test là cái đáy khối lượng bé thì khả năng ngày mai con này nó cũng sẽ phục hồi lên trở lại Đấy, đó là chúng ta phải đánh giá thị trường sao cho nó 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 tổng thể. Năm tư lim nè, hôm nay vượt đỉnh thất bại mở gấp. Khối lượng chưa đạt thì những con này nó phải cần bước vào cái pha tái tích lũy nha, tính theo tuần. Đây là một trong những cổ phiếu mà em giá là nó khỏe hơn thị trường, tạo đáy trước thị trường, nâng đáy nè. Thị trường giảm mà nó nâng đáy. Novaland những con này là đây là vùng phân phối nè, nhưng mà nó quá bán rồi, nó rơi từ về những vùng khoảng 13 rồi. Thì em nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp phục hồi lên trở lại, thanh khoản của nó ở những cái vùng bé, nhìn chung thì những cái vùng này mà anh chị lôi ra bán thì giá là chưa phù hợp bán phải bán từ, trên, trên những cái vùng trên đây còn bây giờ bán những cái vùng này rất dễ bán về những cái vùng giá đáy vì đây là một trong cái vùng của nó đi lên mà một trong cái vùng nó, nó xuất phát đi lên thì bây giờ nó rơi về những cái vùng này thì cái cửa của nó phục hồi lại là cao chứ không phải là thấp đâu sao nè anh chị nhìn những cái cổ phiếu nó mất luôn thanh khoản này ngày hôm nay có một vài con Benny nó đánh luôn mà VHG nè ngày hôm nay là cái điểm pivot này, nhưng mà Benny thì bây giờ chưa phải sống đâu nó rơi sâu quá thì nó hồi lại bình thường thôi Sen BFL cũng kéo nè nói chung là có một vài cái cổ phiếu và bởi vì bên đi đánh nhưng mà em nhận định nó không phải là sống đâu nam long nè ba nền tảng rơi về những cái vùng nền, nền của nó này. đây nè rơi về những cái vùng nền hai của nó nè spring đúng không ạ spring ngày hôm nay là gì no supply ba trời ơi không có lượng cung thì những cái cổ phiếu nó chỉ cần xác nhận cá là quay về những cái vùng nền trên ngay hay là kdh của mày nè đấy no supply ba đây là cái điểm gì ạ spring đập thủng kéo lên nè thì những con này em đánh giá nó cũng sẽ quay về những cái vùng phía trên nha anh chị có hàng những cổ phiếu này thì em nghĩ là anh chị giữ đi đấy, bây giờ bán gì nữa mà bán lần 14 này, mất thanh khoản này giảm mức thanh khoản thì rất dễ có những nhịp phục hồi quay về những vùng phía trên vì nó rơi về những cái vùng hỗ trợ cả rồi rơi về những cái vùng hỗ trợ rồi khg những cái cổ phiếu mini thì đằng này cũng không phân tích nhiều hdc nè hiện qua tăng nên test là cái đấy no supply bar test lại cái đấy thanh khoản ngày càng bé dần này cái phiên này bao nhiêu 3 tháng 10 thanh khoản 4 triệu 475 nghìn bây giờ thanh khoản bao nhiêu 2 triệu tư giảm thanh khoản gần như là gì gần như gấp đôi luôn anh chị thấy không giảm gần như gấp đôi thì bây giờ ai bán cũng đã bán rồi thì bây giờ mình chờ nó tái tích lũy cân bằng những cái vùng này để mà có những cái quá trình phục hồi về phía trên thôi vì đây là một trong những cái vùng giá vốn tổ chức mà một trong những cái vùng xuất phát đi lên này nó rơi về những cái vùng này thì bây giờ chúng ta chờ cái quá trình nó tái tích lũy trên cái nền số 2 chờ những cái vùng tái tích lũy trên những cái vùng số 2 còn những cái cổ phiếu này mà nó rơi cực mạnh nha rơi cực mạnh một cái phiên bán sàn như những cái này nè là anh chị biết những cổ phiếu này phải tìm về những cái điểm spring về phía dưới và nếu như mà cái bọn này mà nó còn spring về những cái vùng dưới đây thì thị trường của chúng ta sẽ sẽ giảm sâu đấy nhưng mà cái xác suất này thì đánh giá là thấp vì cái lượng cung của nó ít nên em thiên và kịch bản là nó đã spring ở đây rồi ha, nó đã tạo spring ở đây rồi và nó sẽ phục hồi dần 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 và đi lên nhá DTD này vẫn đang tạo nên Nhìn chung ok bình thường anh chị đây là những cổ phiếu này nó giảm mức thanh khoản này mức thanh khoản rất dễ có những cái pha phục hồi lên cùng với thị trường nhưng mà đây không phải những cái nhóm ngành này mua tiên đâu vì nó rơi sâu thì cái quá trình nó hấp thụ cần phải lâu á sale này À, những cái cổ phiếu này volume của nó bắt đầu kiệt dần một cái no supply bar thì em vẽ anh chị đó cái gấu trúc cái gì có thể là tạo một cái vai đầu ấy, tạo một cái vai đầu vai ngược nhỏ đây nè đấy bắt đầu test lại cái vai này thì bây giờ mình chờ của nó coi coi nó test như thế nào ngày hôm nay em thấy cái lực bán của nó không mạnh sáng kéo khoảng 3.5 phần trăm thì vậy chiều giảm khoảng một phần trăm anh chị mua đuổi trên đây thì anh chị áp lực thôi chứ mà em thấy những cái cổ phiếu này nó cũng đã chiết khấu từ những cái vùng trên đây 40 phần trăm rơi và những cái vùng phía dưới rồi mà anh chị bán những cái vùng này thì chưa hay phải chấp nhận chịu nhiệt chứ chấp nhận chịu nhiệt ở đây một khoảng vài phi như đó cho nó tái tích lũy cân bằng như thế nào rồi mình đánh giá tiếp vì cái volume của những cái thằng này nó bé chứ không phải là những cái volume lớn để mà anh chị mình nói là uh, cổ phiếu này nó rơi nữa cái volume nó bé mà nha này rơi về những cái vùng này rồi thì em nghĩ là uh, những cái này nó cũng sẽ có nhịp hồi nhưng mà trong giai đoạn sắp tới em sẽ không ưu tiên đánh những cổ phiếu này vì nó rơi sâu quá nhá uh, còn cổ phiếu bất động sản nào nữa ta anh chị chờ một tí đêm phân tích hết những cổ phiếu bất động sản tkg những này thôi tam Novaland Vinhome, TCH tê sắc nè một cái no supply bar quay về cái vùng nền bình thường chị khi nào xuất hiện những cái bán tháo này mới xấu nhá còn không cứ lên sình mà kéo về kéo về những cái vùng phía trên này hs nè mức thanh khoản luôn à, no supply bar thì bây giờ nó cũng sẽ có những quá trình phục hồi quay về những cái vùng phía trên quan trọng nó tạo cái vùng biên ở đây mà nó không thủng là được DG thì phân tích rồi ha, no supply test là cái đáy khối lượng bé thì bây giờ anh chị phải chấp nhận đó. chấp nhận cho nó tái tích lũy cân bằng ở đây. Chứ bây giờ mình chị lôi ra bán ở đây thì nghĩa là chưa phù hợp, bán phải bán trước đó ha. Nó có một cái phiên watch out rơi về những cái vùng giá vốn tổ chức này. Đây là những cái vùng trước khi lên nó kéo là nó rơi về những cái vùng này, watch out một cái bắt đầu phục hồi cân bằng lên. Thì nghĩa là nếu như là bản thân em mà bây giờ em còn cầm bất động sản thì em sẽ kiên nhẫn và em cầm thêm. Chỉ cần nó không mở biên rơi thì em sẽ không bán. Còn trường hợp xấu nhất mà nó mở biên rơi mạnh khối lượng to thì em mới bán. Thì đơn giản đơn giản như vậy thôi nhá chứ anh chị mình cứ bị áp lực với thị trường quá làm gì ngày hôm nay nhiều anh chị mình cứ sợ thị trường trong khi em tổng quan thấy hơn 70 80 đều là giảm Có lượng bé anh chị nhìn những cái thằng dầu khí đi Bivet nè anh chị thấy cái cấu trúc nó là gì ạ à? đấy lấy một này đây hai nè no supply 3 bình thường mức luôn thanh khoản thì những cái cổ phiếu này cũng là một trong những cái mô tiếp kháng lại thị trường một trong những cái mô tiếp khỏe hơn thị trường chung nè đấy tạo đấy trước thị trường thì bây giờ nó thêm một cái điểm gì phá đỉnh để mà đi lên thôi vì vậy cũng vậy, mở gas thì bây giờ quay về lắp gáp thanh khoản của nó ở những cái mức bình thường, không xấu, không tốt. BBC nè. À, bắt đầu à, hôm qua điểm pivot ngày hôm nay bắt đầu test lại. Bình thường anh chị, những cái cổ phiếu này rơi hơi sâu nên giai đoạn này em không ưu tiên thôi. Không mua tiên nhưng mà em nghĩ là à, nó lình xình đây một khoảng thời gian thì nó cũng rất dễ quay về những cái vùng nền trên. Đấy. Giá dầu hiện tại như là đang đang có những cái biến động do chiến sự. Thì à, em nghĩ là nó cũng à, tác động về một phần ngắn hạn thôi. Gas thì à, lỏng quá. Rồi à, cổ phiếu nào biết ra cái nó vẫn trên lên mà giai đoạn này lỏng thì cũng không khuyến nghị lắm. Anh chị để nè, nhiều cái cổ phiếu á, anh chị thấy bị bán khối lượng to chưa chắc đã xấu đâu. Rủ một cái khối lượng to tút tắt tút tắt mà đi lên. Nó ngộ như vậy anh chị. Rủ xong bắt đầu từ 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 đi lên. Vì cái nguyên nhân của nó là gì? Tích lũy. Đây là cái nguyên nhân tích lũy nè. Anh chị nhìn nó đã chạy rút đâu. Đây là nguyên cái vùng biên tích lũy nè, kéo lên rơi đúng vào cái vùng tích lũy không thủng bắt đầu kéo lên. Còn một vài con mà nó rơi thủng tích lũy như SCR này. Đây nè, đây là vùng tích lũy, nó kéo lên nó rơi đúng vào cái vùng này, nó kéo lên tạo cái quả gì? Là BSI. Tạo bỏ là bị đây bắt đầu rồi thì đây là một trong những cái cổ phiếu yếu yếu thì phải cơ cấu ra thôi bcg nè. những con này em nghĩ nó cũng sẽ hồi nhưng mà mua tiệm không mua tiên gas thì rơi sâu bắt đầu hồi là bình thường đó. nhìn chung những cái cổ phiếu này rơi về những cái vùng mười uh, uh, 19 cái vùng trước khi lên để quay về những cái vùng này thì em nghĩ sẽ có những nhịp hồi ngắn hạn lên nha. ce à, những cổ phiếu này hơi yếu cuối phiên giảm nhẹ nhìn chung bình thường không xấu không tốt nha bình thường anh chị bình thường những cái cổ phiếu này ví dụ nó tạo vùng biên đây khoảng hai ba tháng không hai ba tháng ví dụ khoảng hai ba tuần khi khối lượng nữa thì nó sẽ rất dễ quay lên nhưng mà nhìn chung giai đoạn này thì đa số là cổ phiếu ngày hôm nay em thấy nó cách đấy là nhiều nha cách đấy là nhiều còn rơi sâu nữa thì nghĩa là chưa đâu chưa 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 thấy cái tín hiệu mà nó test đỉnh thất bại rơi sâu rồi một vài cái cổ phiếu ngày hôm nay nó nổ lên BC1 nổ trần 2:15 2 giờ 15 thì nó bị bán sau đó kéo trần ATC thì bị xả ngược tăng khoảng như 3.2% nhiều anh chị hỏi em mà ngày hôm nay phải bôi không Anh chị nhìn cái dòng tiền nó vào lực lượng như thế này thì bô kiểu gì Em thấy những cái dòng tiền nó vào lực lượng như thế này thì chỉ có tổ chức vào Tâm lý anh chị bây giờ mình sợ lắm Tâm lý bây giờ mình rất sợ những cái phiên bùng nổ như thế này Thì em đánh giá lại à, đây là cái quá trình tái chất lũy của cổ phiếu này Đi nghe một khoảng thời gian bắt đầu nổ lên À, mà ngày mới nổ không thuyết phục có thể do tâm lý cuối phiên anh chị sợ lôi ra bán thì nó bị kéo về ATC thông thường nếu mà dòng tiền nó vào thật sự nha dòng tiền vào thật sự đã xác nhận nó lên ngày mai nó kéo tiếp ngày mai nó sẽ kéo tiếp thôi nên chỉ có BC1 thì anh chị giữ được còn mua mới ngày hôm nay thì ví dụ anh chị nào mình lỡ mua thì anh chị phải chờ hàng về của nó như thế nào đấy còn em thì anh giá trend nó vẫn ở trên lên mà đâu có phải cái vấn đề quá lo lắng đâu ANV này ngày mai có lúc kéo trần à, kết phiên thì tăng 2.6% volume ở mức to à, ngày hôm nay nó không đóng trần được cũng là do tâm lý như là con BC1 á tâm lý nhà tư mình sợ nhiều nhưng mà anh chị nhìn cái trên đó nè vẫn ở trên lên đấy thị trường chung hạ đấy mà nó nâng nâng đấy nè cổ phiếu khỏe hơn, thị trường chung một bậc thì thông thường những cái cổ phiếu này đánh giá là ngày mai nó sẽ nổ bù đó. thông thường ngày mai những cái cổ phiếu như ANV VHC ID nó sẽ nổ bù giá vì cái thế nó là gì đang nâng đáy đi lên còn mua mới giai đoạn thì à, bắt đầu ngày mai thì mình phải chờ đánh giá lại ID thì những cái cổ phiếu này gãy hơi sâu so với ANV ngày hôm nay hồi kéo lên hấp thụ lại đấy, thì bây giờ những cái cổ phiếu này chờ đó anh chị à, VHC anh chị thấy không chỉnh lên chỉnh lên đấy ngày hôm nay bị bán ngược lại tăng 0.6% nhưng mà cái trên nó vẫn có trên lên nên là nếu là em thì vẫn cầm thủy sản TNG này ngày hôm nay kéo về cuối phiên kéo được một tí tăng gần 3% thì những cái cổ phiếu này ổn ví dụ ngày mai nó bùng nổ một cây khoảng 67 triệu 67 triệu cũng là một cái tín hiệu dòng tiền vào quan trọng nó phá được cái vùng khoảng 22 cái vùng kháng cự này nhưng mà những cái cổ phiếu này cái trend nó cũng giống như bọn ANV nâng đáy trước thị trường nên là anh chị có hàng thì anh chị cứ giữ bình thường nhá em thì đánh giá là vẫn bình thường á VGT này vẫn nâng đáy khối lượng bé không xấu không tốt một vài cổ phiếu bị bán ngược như Giu nó là bị bán ngược à, nó là bị bán ngược thì thì có lẽ nó chưa sẵn sàng để mà đó lên tiếp thì phải cần hấp thụ lại thôi khối lượng ở những cái vùng này nó bé nó không phải chưa chạy nó rút đang không phải chạy rút đâu đây là những cái cổ phiếu ngày mai nay nó xui nó nổ nhầm giai đoạn thôi VGC những cái vùng này vai nè đầu nè giờ nó tạo cái vai phải khối lượng nó bình thường anh chị khu công nghiệp thì có một vài cái cổ phiếu ví dụ như là KBC 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 thì ngày hôm nay là cái no supply giảm 0.2% rơi về những cái vùng nền test là những cái đường trung bình khối lượng còn bắt đầu kiệt dần nhưng chung ổn á những cái cổ phiếu này chờ đi anh chị em nghĩ là khu nghiệp thì phải tái tích lũy khoảng đó một tuần mấy hai tuần thì mình chơi rồi bây giờ nè cùng một cái mô tiếp gì tái tích lũy thôi không xấu nó giảm nó cũng đã giảm rồi BHR nè mức thanh khoản chờ cân bằng nó như thế nào rồi mình tính tiếp SJC nè kéo mở gáp ngày hôm nay cũng phải đi mua thì nó phải đi ngang hấp thụ trong cái vùng này lên sinh lên sinh lên sinh. vì cái lượng bán ở đây to những cây bị bán sàn kéo lên là gặp những cái lượng cung ra ngay EDC tạo biên tốt những con này con này thì mới giữ giá tốt á anh nhìn thấy không cái biên của nó ngày càng chặt nè giảm nè giảm lớn nè thu hẹp lại nè thu hẹp lại nè ngày càng VCB siết chặt những cổ phiếu này mà có cái điểm pivot nữa là ngon pivot tăng khoảng trên bảy triệu rưỡi cổ phiếu là ngon đấy một vài cổ phiếu ngày hôm qua nổi CV nổ trần Nghe bị bán ngược lại Nhưng mà em nghĩ cái trend nó lên Nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên thôi nó giống như giai đoạn nào ta Còn DGC Giai đoạn này nè Nổ lên nè Chỉnh một cây Nhưng mà vẫn đi lên DGC hiện tại thì Tạo một cái vùng biên nhìn chung những cái cổ phiếu này mà Em kỳ vọng nó tạo một cái vùng biên Khối lượng bắt đầu giảm dần Nhìn chung cũng ổn đó chị Bình thường cũng ổn Rồi đạm hóa chất đi Đạm Cà Mau Nổ lên chỉnh lại Nhưng cái trend nó vẫn trên lên mà Đấy chỉnh, chỉnh riết là nó vẫn lên thôi đảm phú mỹ nè con này yếu nhưng mà đánh thì đánh cầm đánh bà mau thì nghĩ là ok hơn nhưng mà đã qua điểm rồi last bfc dgc csv DDV nhìn chung bình thường nha anh chị bình thường nhìn chung bọn này chưa vào sóng ngay đâu hút hút tiền ngày hôm nay là cái phiên no supply quay về test cái nền thôi chờ nó chỉ cần nó không thủng cái vùng này là ok linh sinh linh sinh quay trở lại là ok nhá rồi benny benny chưa có sóng đâu nó chỉ hồi đó anh chị còn benny ngày hôm nay dù đức long đồ đó chứ là cái phiên hồi bình thường đó nha chưa phải là sóng đâu khối lượng nó bé không đạt gì cả với he với hg chung chung benny bây giờ em chưa tiên đâu đừng đánh benny à hh nè hôm nay nổ lên có lúc kéo khoảng bao nhiêu về 42 buổi chiều bán ngược lại atc giảm 1.4% ở đây có cái gáp nhỏ có thể nó lình xình nó lắp cái gáp ở đây rồi nó sẽ phi tiếp nha lắp gáp phi tiếp vì cái, cái lực của nó mạnh cái xung lực của nó là mạnh hơn thị trường á cái trend nó vẫn còn á thì à, nếu là em thì vẫn giữ hh nhá đẹp nè trên nó vẫn lên thôi lịch sử thị trường nay bị nhiều con nhà đầu tư mình sợ bán ngược á nhưng mà em giá là nếu mà anh chị nhìn dài hạn ra nhìn cái xu hướng chính của nó thì nó vẫn là cái trên tăng BBT nè, giảm có lưng bé nhưng mà vẫn ở trong cái trên tăng thì cái xác suất nó phục hồi lại tương đối cao chứ không phải là là thấp đâu nhá vài cổ phiếu BCC nè Đấy, những cái con này thì rơi quá ngày hôm nay cái điểm pivot nhưng mà rơi sâu thì cũng không khoái lắm thì tôi đi, mình đi ngang thôi anh thấy không nó rơi đúng về những cái vùng giá vốn nè rơi đúng về những cái vùng trước khi lên này bắt đầu nó phục hồi nó kéo 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 lên. DBG nhìn chung những cổ phiếu chưa lên nghe được, cần hấp thụ khối lượng bé. Ổn, không xấu, nhìn chung bình thường á, bình thường nha anh chị. Là CG, VCG. Yên ngang thôi, kiệt khối lượng không ra được bao nhiêu hàng này đâu, chẳng qua là tâm lý anh chị mình xấu nhịp rơi vừa rồi mình sợ quá. Sợ thị trường giảm mạnh á. Nên anh chị nhìn đi đâu mấy xấu nhưng mà em nhìn lại thấy có nhiều cổ phiếu nó nó vẫn đang giữ giá tốt mà. Chỉ là một cái phiên test đấy thôi. LC bình thường, FRT trên nó vẫn trên tăng nè chỉnh chỉnh để nó lên thôi những phiên này hh này nè chỉnh xong lại lên đó chị quan trọng cái trend trend is trend mà xu hướng là bạn mà đấy còn con nào chúng ta công nghiệp thủy sản dịch may năng lượng năng lượng có con g, g ngày hôm nay nếu mà đóng cao nhất phiên là pivot đó. nhưng mà xui là không đóng cao nhất phiên bcg bao rơi về những cái vùng nền đáy của nó bắt đầu bật lên bình thường đấy đây là cái điểm spring đó. có lượng bé không còn lượng cung vắt kiệt hết rồi ri thì vẫn đi ngang thôi bình thường rồi bí nhìn chung thì đánh giá thị trường ở giai đoạn ngày hôm nay á à, là một cái phiên cho nhà tư mình chốt lại tới cộng ra. Còn cái trend của thị trường thì em theo góc độ đánh giá nha, theo góc độ đánh giá còn vấn đề là mỗi người sẽ có một khẩu vị, một góc nhìn khác nhau. Nhưng mà hiện tại đánh giá là thị trường nó đã tạo đáy ở một một lẻ sáu cộng trừ trong nay xong rồi và nó đang bắt đầu có những cái quá trình tái tích lũy để mà nó phục hồi để đi lên lắp cái gáp phía trên. Nên nếu như là em giai đoạn này thì em sẽ không bán tống bán tháo cổ phiếu mà em sẽ chờ thị trường chung trả lời và để mà anh chị mình xử lý trên một trong ngày hôm nay thì, thì em nghĩ là uh, tại sao không xử lý những phiên trước đó mà bây giờ mình xử lý thì em đánh giá là chưa phù hợp nên góc độ em giai đoạn này em sẽ là canh để mà những cái cổ phiếu mà có những cái tín hiệu kịch cung pivot dòng tiền vào em sẽ mua nha đó là góc độ khi mà em đánh giá uh, thị trường tổng quan và tổng hợp lại ngày hôm nay anh chỉ thấy thị trường của chúng ta mở gáp sau đó bị bán ngược lại uh, thì cái gáp ngày hôm nay tăng khoảng 6 điểm khả à, năng ngày mai nó có thể đã lấp cái gap, nó lắp cái gáp lắp cái gáp mà quan trọng là lắp gáp mà nó không trào lượng cung ra là ok và một vài cái cổ phiếu ngày hôm nay bị bán ngược như BC1, ANV, HH, TNG, VGT, chẳng hạn như vậy thì ngày mai theo đánh giá cái lực nó còn thì nó cũng sẽ quay trở lại ngay thôi. Còn với những cái cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay em đánh giá nó là một cái phiên no supply à, SHS nè, VND nè, VCI là một cái phiên chỉnh lại bình thường một cái phiên tết đấy là bình thường nó không phải là những cái vấn đề đáng quan ngại là ờ à, kéo xả hay không nên là anh chị mình cứ thoải mái tinh thần và có cái vấn đề gì à, mà thay đổi ví dụ thị trường nó trào lượng cung ra mạnh quá thì em sẽ cập nhật anh chị trong room à, bí kíp Thăng cổ phiếu sau khi điều chỉnh ở bên dưới bình luận à, anh chị bấm vào bên dưới và anh chị xem về cái khung chat bên phải ấy. em sẽ cầm nhật anh chị về cái 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 đường link tham gia trong đó nha rồi cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái buổi livestream ngày hôm nay chúc cả nhà buổi tối ngon giấc và nếu như thấy hay có thể ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh nha xin chào hẹn gặp lại anh chị à còn dòng thép chưa phân tích anh chị khoan khoan còn dòng thép với dòng thép thì em thấy nó đang tái tích lũy lại à, no supply bar cái khối lượng nè thì nó phải cần tích lũy khoảng một hai tuần cái trend nó là cái trend tăng nhá trend nó vẫn là trend tăng nên là nếu là em thì em vẫn giữ thép Họ à, phái cũng vậy nè, ngày hôm nay pivot mình thiếu khối lượng. Nhìn chung thì nó cũng đang trong cái vùng biên lan, lanh quanh thôi. Spring nè, đục thủng bắt đầu phục hồi lên lại bình thường nha. Nam kim qua tăng này chỉ là bình thường, quay về cái vùng biên thôi anh chị. Quan trọng là anh chị biết mình đang ở đâu mình đang làm gì là được. Gặp những cái vùng kháng cự phải cho nó test lại chứ. Với nè, khối lượng to mà đâu giảm mạnh đâu giảm có 1%, ai là người đỡ anh chị? Anh chị hình dung ai là người đỡ những cái phiên đó? À, trời tổ chức là người đó vì nếu như tổ chức bán thì nó đã phải sạc với những cái cây volume như thế này rồi nên chúng ta phải nhìn nhận thị trường một góc độ nó trực quan quan trọng là anh chị biết thị trường tăng sẽ làm gì và thị trường chung giảm sẽ làm gì còn bây giờ mà ngồi dự đoán ngày mai xanh hay đỏ thì nói thật với anh chị là em không đáng được ha em không đáng được em chỉ quan tâm thị trường có đi mua hay không mua xong lên cái chiến lược để mà quản trị là được nha rồi đấy rồi DC hiện tại ở những cái mốc là 105.9 hiện tại nó cũng giảm nó có một cái tín hiệu là phân kỳ phân kỳ âm là đảo chiều giảm thì nếu như mà thị trường trong giai đoạn vừa rồi nó nó tăng à, nó giảm giảm mạnh là do DC tăng thì bây giờ khi mà DC đạt đỉnh thì thị trường của chúng ta sẽ cân bằng và đi lên đó là góc độ đánh giá nha. Rồi à, và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và ngon nhất Kỳ vọng ngày mai thị trường sẽ phục hồi và tâm lý anh chị sẽ cân bằng hơn. Và nếu như anh chị có những cái à, câu hỏi hay là gì đó có thể để lại bên dưới bình luận. Nếu như thấy video ngày hôm nay có thể ủng hộ một cái nút like cái nút đăng ký kênh và có thể tham gia vào room cộng đồng bên dưới nhé. Xin chào cả nhà hẹn gặp lại anh chị trong cái buổi kế tiếp